Hãy bắt đầu mở cái window application. Window application cứ business for business, tại cần số for enterprise. Tại dùng bắt đầu từ lượng business chia business và trái khu ai dùng vô business nhà muốn tham khứ tầm bây giờ mission đó ai ngay tôi gọi apply bán á của nó vậy enterprise ai ngay khối sẽ embed the scan chip chip và bán và ok chứng dùng mình định mở thay dùng tất cả chip bán dạng đôi mình đặt bán bà chân dân mơ tầng ọc này nông ca bạc cao này ca bạc cao bạc tam dạng console application bà sẽ mẹ bụ enterprise đã embed tập căn chip bán và vì mình lạc nạp bà đâu nâng xịp lạc lại bà đại dân bàn sắc xa bị trong dịch tiết chân tìm mối bà nâng khăn nông nâng cư dân ai bạc cao console application chân mùi nâng Visual Studio rồi Visual C Sharp Express và chương trình hiện nay các anh đã viết thêm mới alo ba cam thi Visual Studio Visual C Sharp Express hay alo chuyển lập pháp rồi new your project và nhé và bắt đầu mất tiết này là của bà hà nhờ rút phim ai mới và như dần giờ phá hãy giúp tao mới vô C Sharp new và hãy bắt đầu mới lớn vô ấy project và project ok và chúng ta phải alo chuyển tới vì năng chính tiền và new project mới xuống làm chương trình học bà chân đập bay bạc cao bạc chết ở lâu à chơi chơi bà chơi rồi nó không new project bao giờ mà âm bài mà nhắn thư vô Visual Studio C Sharp và GPC bao giờ đại diện sắc xá to mới vô console application hay ở lâu à chơi rồi vô vài bạc chết ở cái này bạc nè nó vài chung mua bạc chết dương mát test rồi ấy bà để học chọn đấy tóm mắt chơi tí tàng chuyện đầu chuyện lưu bình tông bảo bà dân chọn đã nâng lại lại nếu bà đã trải xí ai được bắt bỏ chẳng ở lâu ai chơi được nâng nâng trải đi trải ấy chỉ đạo bà tóm mắt chuyện bình tông ok chỉ đạo sai ấy lớn nhưng mà mượn cái nào bọn bà cụ bà hàng slide dân mới chẳng nâng nâng hàng chuyện đáy kia nhé bà chỉ ở đây dân chơi rất phía xa chân tìm mũi hợp xì xa nghe xì xa bao giờ nó cứ bỏ lúc ở ban chơi rồi nó khăn ông setting importing import and export setting đấy vì nâng bạn mình bà hà nhé vì anh chơi rồi default vì bị bì ấy chơi đàm nhé chẳng thấy mà của dân khờ nắng nằm bây vì chỉ default và tổng hợp Windows và Windows nó cứ ở lúc nâng đăng cái thay dân tất cả chữ Windows form hay và tổng hợp ở lúc chơi framework và framework version framework để dùng trong execute chẳng bao hợp tụ hợp framework bút cho pram về để ở cam thì nó bị tờ ran nơi lâu bị chọn mà này lúc ra chặt chấp bị pram bị chọn pram nó lại ở tới bàn ai ran cam thì bao giờ bàn bàn chứ có lúc các cam thì ai chơi tạm được và bắt đầu mất tiếp nhưng nơi cái lại này cứ hợp một phần để dùng trong bậc cao và chẳng về miền Windows 4 miền WPF miền console application thì ASP ấy chỉ đào cái nhát mình trả và chẳng những trả lời ấy console application để dùng trong và hà nông bạn hãy bắt đầu mất nơi bọc ném alo ai vay project mà chung một project bao dưỡng và test rồi gọi vay chung mỗi các bạn hãy nơi khăn ông location bọc location alo ai mơ khơi vì giao tha user và tì tăng project dưỡng hay là nó vì miền ấy tài C cái nhé user nó cứ chỉ được for lại vị trán hay vì rồi studio people đọc bay rồi đọc pem đọc một mối đã alo install và tao mắc alo a cho nó bị chết hay rồi cả alo trong đố chuyện lớn browser và viên được đầu tiên tăng và tao mắc cứ console name nó cứ để tôn cho mối nó cho một cái chết để nhập vào cả thái viên là vào cả tới chỉ name space và đồng bài dương browser nó cảm thấy bao dương hay dân ai chuyện và tao mắc chuyện bị tôn ok cho cả sai và tao mở viên nâng bậc cao project mua ở dưới đại miền solution explorer cái này miền chrome project như tầng mua đại một con gì số đó này nem space để nhớ bậc cao mà chúng ta solution mình nhắn cái nhé số dân phòng ca và mở cái nhát và này test và hãy
vì mình start void main đôi nè string array mỗi parameter một add đôi nó không si lặp lại nha và vì thế này nè và tổ hợp pin nó hãy dừng hạn test code bà chứng đặc nông này là cũng sẽ console đầu right là bài hàng của mình nó không si lặp lại ở lúc prior ACR nè hàng bài hàng hiếp cho bài toàn mỗi nè cái nhé right line bà rồi cũng bài hàng đã the first app in beginning C# programming và hãy console the write read code và the read code nó read key và cứ mà rung chạm press any key và đối với cái nông mà ở thế vì khả năng hết việc bật tới vậy nhé và nó cứ là khả năng bảo vệ bắt đầu nó là crew xong và hàng này start và start nó cứ mà run thì dừng xe cổ thế run vậy nhé rồi có ở lúc ai chơi debug chơi start debugging các bạn này nhé và prime và chúng viên đang bài hàng thì nhé đối nó không si lặp lại đấy về bài hàng của mình nó ngã và tiền không mãi lúc đối nó không si lặp lại đấy nhé chỉ phải chẳng phải nó biết chỉ ở giờ mình cầm pha về tới giờ tại vì mình là cái nào đối với cụ mẹ chúng viên thời cầm pha bị tòn lắm mà đại dương hiện là không mềm muốn đại dồi hả mà hay bắt tôm phi tôm bắt tôm tiếp là cũng mình cho đào window của nó anh nói là bị bắt cá chỉ cần sâu lại mới mũi tiền mà làm bây giờ sập tóc phải cho bạn đấy mà mình cho console lấy được cụ đồng bà hàng vì anh đã bọn chẳng số nô nàng đồng bọc này nè và hãy anh đã bọn nàng đồng bọc này và